Đây là hạnh thứ nhất, hoan hỷ hạnh. Thiện kiến tỳ kheo dùng hạnh bố thí làm đầu, lại hay khai đạo mình người như con mắt lãnh đạo các căn kia nên gọi là mắt. Tài thí không chấp thành huệ nhãn, vô ý thí thành từ nhãn, pháp thí khai mở pháp nhãn nên gọi là tam nhãn. Tam nhãn là thấy đều thiện, lại hạnh thí nội thành, thắng báo ngoại hiện, người thấy đều thiện nên tên là thiện kiến. Thấy thiện kiến tỳ kheo đang đi kinh hành ở trong rừng, tuổi trẻ xinh đẹp, đoan chánh, đáng ưa, tóc xanh biếc, vòng về bên phải chẳng rối. Trên đành có nhục kế, da màu vàng ròng, cổ có ba lằn, trán rộng bằng phẳng, con mắt dài rộng như hoa sen xanh, môi miệng đỏ sạch như quả tần bà, ngực có chữ vạn, bảy nơi bằng đầy, cánh tay thon dài, ngón có mảng lưới, trong lòng bàn tay chân có bánh xe kim cang, thân thể thủ diệu như trời tịnh cư, trên dưới ngay thẳng như cây ni câu đà, các tướng tốt, vẻ đẹp, thảy đều viên mãn như núi tuyết, đủ thứ nghiêm sức, mắt nhìn không nháy, viên quang một tầm. Thiện tài đồng tử nhìn thấy thiện kiến tỳ kheo đang đi kinh hành ở trong rừng, vị tỳ kheo đó tuổi trẻ xinh đẹp, đoan chánh đáng ưa, ai nhìn thấy cũng sinh tầm hoan hỷ. Tóc của ngài xanh biếc, vòng về bên phải chẳng rối, trên đành có nhục kế. Đây là phước tướng xuất thế rất tôn quý. Da của ngài màu vàng ròng, cổ có ba lằn, trán rộng bằng phẳng, biểu hiện trí huệ xuất chúng. Con mắt dài và rộng như hoa sen xanh, môi miệng đỏ sạch như quả tần bà. Trên ngực của ngài có chữ vạn bảy nơi, hai tay hai chân, hai vai cổ bằng phẳng đầy đặn. Cánh tay của ngài vừa thon lại dài, hai tay thòng qua gối. Đây là một trong 32 tướng, giữa ngón có mảng lưới. Trong lòng bàn tay bàn chân có bánh xe kim cang, thân thể của ngài đặc thù tốt đẹp như trời tịnh cư, trên thân và dưới thân đều rất đầy đặn ngay thẳng như cây ni cầu đà. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thảy đều viên mãn tự như núi tuyết chúa. Ngài lại có đủ thứ dự nghiêm sức, mắt nhìn không nháy ánh sáng chung quanh, thân ngài khoảng một tầm 7 thước, đó là phước tướng, là Bồ Tát tâm tướng. Trí huệ rộng lớn như biển cả, nơi các cảnh giới tâm không lay động, hoặc chìm hoặc nổi, hoặc trí, chẳng trí. Động chuyển hí luận tất cả đều ngừng, đã được cảnh giới bình đẳng của Phật tu hành. Đại bi giáo hóa tất cả chúng sinh tâm không tạm bỏ, vì muốn lợi lạc tất cả chúng sinh, vì muốn khai thị pháp nhãn của Như Lai, vì noi theo đạo của Như Lai tu hành, đi kinh hành chẳng chậm chẳng mau để quan sát kỹ càng. Trí huệ của ngài rộng lớn như biển cả, đối với tất cả cảnh giới thiện hoặc cảnh giới ác, tâm đều không bị lay động, hoặc chìm hoặc nổi, hoặc dùng trí huệ, hoặc chẳng dùng trí huệ, động chuyển, hí luận, tất cả đều ngừng hẳn. Vì chỉ quán song hành, tất phải phối hợp với nhau mới có thể thu được công hiệu. Chỉ quá thì trầm, quán quá thì cử, chẳng trầm chẳng cử, chánh thọ mới hiện tiền. Chẳng trí chẳng ngu thì cả hai đều khế hợp với trung đạo. Lúc đó khởi niệm trì quán đều thành động truyền, cả hai chẳng tái di, chưa lìa vui hí. Tùy trì quán song hành mà không tâm tịch chiếu thì tất cả đều ngừng. Cho nên ngài có thể như như bất động, rõ ràng, sáng suốt. Ngài đã đắc được cảnh giới bình đẳng của Phật tu hành, dùng tâm đại bi cứu khổ để giáo hóa tất cả chúng sinh mười phương mà tâm không tạm bỏ. Vì ngài muốn lợi lạc tất cả chúng sinh, vì muốn khai thị pháp nhãn của Như Lai, vì noi theo đạo của Như Lai tu hành, do đó ngài đi kinh hành chẳng chậm chẳng mau để quan sát kỹ càng đạo lý trong đó. Có vô lượng chư thiên, long, dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thích Phạm, Hộ Thế, người và chẳng phải người vây quanh trước sau, chủ phương thần theo phương quay truyền dẫn đường phía trước. Các thần túc hành cầm hoa sen báu đỡ chân tỷ kheo, vô lượng quang thần chiếu sáng phá tối, diêm phù tràng lâm thần mưa xuống các tạp hoa, bất động tạng địa thần hiện các bảo tạng, phổ quang minh hư không thần trang nghiêm hư không, thành tiểu đức hải thần mưa xuống mani báu, vô cấu tạng tu di sơn thần, đảnh lễ cung kính cúi mình chắp tay, vô ngại lực phong thần mưa rượu hương hoa, xuân hòa chủ dạ thần trang nghiêm thân cúi đầu sát đất, thường giác chủ chú thần cầm tràng mani chiếu khắp các phương, chủ ở trong hư không phóng đại quang minh. Có vô lượng chư thiên long dạ xoa càn thát bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già,
Trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, người và chẳng phải người, vây quanh trước sau thiện kiến tỳ kheo. Có chủ phương thần theo phương quay chuyển dẫn đường phía trước, lại có các thần túc hành cầm hoa sen báu để đỡ chân thiện kiến tỳ kheo, lại có vô lượng quang thần phóng quang minh chiếu sáng phá tối, lại có diêm phù tràng đâm thần, mưa xuống đủ thứ các tạp hoa để cúng dường. Lại có bất động tạng địa thần hiện hiện ra đủ thứ các bảo tạng chân quý ở dưới đất, ví như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đá, vân vân đều do chủ tạng thần cai quản. Lại có phổ quang minh hư không thần trang nghiêm hư không, lại có thành tựu đức hải thần mưa xuống mani báu, lại có vô cấu tạng tu di sơn thần đảnh lễ cung kính cúi mình chắp tay biểu thị cung kính đối với vị thiện kiến tỳ kheo, lại có vô ngại lực phong thần mưa diệu hương hoa, lại có xuân hòa chủ dạ thần trang nghiêm thân cúi đầu sát đất biểu thị tôn kính, lại có thường giác chủ chú thần cầm tràng mani chiếu khắp các phương trụ ở trong hư không phóng đại quang minh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đến chỗ thiện kiến tỳ kheo, đảnh lễ cúi mình chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề cầu Bồ Tát hạnh, con nghe Đức Thánh khéo khai thị các Bồ Tát đạo, xin hãy vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đến chỗ thiện kiến tỳ kheo, đảnh lễ cúi mình chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đến cầu hạnh của Bồ Tát tu, con nghe từ hạnh đồng nữ giới thiệu ngài cho con, nói ngài Đức Thánh khéo khai thị các Bồ Tát đạo, xin ngài hãy vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện kiến tỳ kheo đáp rằng: Thiện nam tử, ta tuổi còn trẻ lại xuất gia chưa bao lâu, trong đời này ta tịnh tu phạm hạnh ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 38 sông Hằng. Thiện kiến tỳ kheo đáp rằng: Thiện nam tử, ta tuổi còn trẻ lại mới xuất gia chưa được bao lâu, trong đời này ta tịnh tu phạm hạnh ở chỗ đạo tràng các đức Phật nhiều như số cát 38 sông Hằng. Đoạn này là hoan hỷ hạnh. Thiện kiến tỳ kheo sơ nhập hạnh vị nên khiêm nhường nói là tuổi trẻ, lại mới lìa nhà thập trụ nên gọi là xuất gia chưa được bao lâu. Đời này có hai ý nghĩa: một, biểu thị niệm kiếp viên dung; hai, hiển nhập giải hạnh sanh vì chẳng thấy văn sanh ở trên từ hạnh đồng nữ ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 36 sông Hằng cầu được pháp môn bát nhã. Ở đây thiện kiến tỳ kheo ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 38 sông Hằng tịnh tu phạm hạnh là biểu thị vượt qua bậc ở trước. Hoặc ở chỗ Đức Phật tịnh tu phạm hạnh một ngày một đêm, hoặc ở chỗ Đức Phật tu 7 ngày 7 đêm, hoặc ở chỗ Đức Phật tu nửa tháng một tháng, hoặc ở chỗ Đức Phật tu 1 năm, 100 năm, vạn năm, ức năm, na do tha năm cho đến bất khả thuyết năm, hoặc một tiểu kiếp, hoặc nửa đại kiếp, hoặc một đại kiếp, hoặc trăm đại kiếp cho đến bất khả thuyết đại kiếp lắng nghe diệu pháp. Hoặc ở chỗ đạo tràng của Đức Phật, ta tịnh tu phạm hạnh một ngày một đêm, hoặc ở chỗ đạo tràng của Đức Phật, ta tịnh tu phạm hạnh 7 ngày 7 đêm, hoặc ở chỗ đạo tràng của Đức Phật, ta tịnh tu phạm hạnh nửa tháng, một năm, 100 năm, vạn năm, ước năm, na do tha năm cho đến bất khả thuyết năm, hoặc một tiểu kiếp, hoặc nửa đại kiếp, hoặc một đại kiếp, hoặc trăm đại kiếp cho đến bất khả thuyết đại kiếp, ta đều ở trong đạo tràng của Phật lắng nghe Phật pháp vô thượng vi diệu. Tiếp thọ tu hành chư Phật dạy, trang nghiêm các nguyện, nhập vào nơi sở chứng, tịnh tu các hạnh, viên mãn biển sáu thứ ba la mật. Cũng thấy các đức Phật đó thành đạo thuyết pháp đều khác nhau không có tạp loạn, trụ trì di giáo cho đến diệt tận. Cũng biết chư Phật đó vốn phát đại nguyện, dùng nguyện lực tam muội nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Nhờ nhập vào tất cả hạnh sức tam muội tịnh tu tất cả các Bồ Tát hạnh, dùng thừa phổ hiền sức xuất ly thanh tịnh tất cả ba la mật của chư Phật. Ta tiếp thọ tu hành sự giáo hóa của chư Phật để trang nghiêm tất cả đại nguyện mà nhập vào đạo lý chứng được của mỗi vị Phật. Ta tịnh tu tất cả các hạnh để viên mãn biển sáu thứ ba la mật đến bờ kia. Đồng thời ta cũng thấy các đức Phật đó thành tựu đạo nghiệp vì chúng sinh thuyết pháp đều khác nhau, không có chút tạp loạn nào. Ta trụ trì di giáo của chư Phật cho đến chư Phật vào Niết Bàn. Ta cũng biết chư Phật đó vốn phát đại nguyện và pháp môn tu thuở xưa. Ta cũng dùng nguyện lực tam muội để trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật.
ta lại nhờ nhập vào tất cả hạnh sức tam muội để tịnh tu tất cả các Bồ Tát hạnh. Ta dùng đại thừa đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát, sức xuất đi tam giới để thanh tịnh tất cả pháp môn ba la mật của chư Phật. Lại nữa, thiện tài đồng tử, khi ta trải qua, thì ở trong một niệm, tất cả mười phương thảy đều hiện tiền vì trí huệ thanh tịnh. Trong một niệm, tất cả thế giới thảy đều hiện tiền vì trải qua bất khả thuyết thế giới. Trong một niệm, bất khả thuyết cõi Phật thảy đều nghiêm tịnh vì thành tựu đại nguyện. Lại nữa, thiện tài đồng tử, khi ta trải qua, thì ở trong một niệm hết thảy tất cả vạn vật mười phương thảy đều hiện tiền ở trước ta. Tại sao vậy? Vì trí huệ của ta hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có sự chướng ngại. Lại ở trong một niệm tất cả thế giới thảy đều hiện tiền ở trước ta. Đó là vì ta đã trải qua bất khả thuyết thế giới. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết cõi Phật thảy đều trang nghiêm thanh tịnh. Đó là vì ta đã thành tựu đại nguyện đã phát ra thuở xưa. Trong một niệm bất khả thuyết chúng sinh hạnh khác biệt thảy đều hiện tiền vì đầy đủ trí thập lực. Trong một niệm bất khả thuyết thân thanh tịnh của chư Phật thảy đều hiện tiền vì thành tựu sức hạnh nguyện phổ hiền. Trong một niệm cung kính cúng dường bất khả thuyết các Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành tựu tâm mềm mại vì nguyện lực cúng dường Như Lai. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết chúng sinh hạnh khác biệt thảy đều hiện tiền ở trước ta. Đó là vì ta đã đầy đủ trí thập lực của Phật. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết thân thanh tịnh của chư Phật thảy đều hiện tiền. Đó là vì ta đã thành tựu pháp môn sức đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. Lại ở trong một niệm ta cung kính cúng dường bất khả thuyết các Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đó là vì ta đã thành tựu nguyện lực tâm từ bi mềm mại để cúng dường chư Phật. Trong một niệm lãnh thọ bất khả thuyết pháp của Như Lai chứng được A Tăng Kỳ pháp khác biệt vì sức trụ trì pháp luân Đà La Ni. Trong một niệm bất khả thuyết biển Bồ Tát hạnh thảy đều hiện tiền thanh tịnh được tất cả hạnh vì nguyện lực như lưới nhân Đà La. Trong một niệm bất khả thuyết các biển tam muội thảy đều hiện tiền được nơi một môn tam muội vì vào tất cả môn tam muội đều khiến nguyện lực thanh tịnh. Lại ở trong một niệm lãnh thọ bất khả thuyết pháp của Như Lai, đó là vì ta đã chứng được A Tăng Kỳ vô lượng số pháp khác biệt vì sức trụ trì pháp luân Đà La Ni. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết biển Bồ Tát hạnh thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta đã thanh tịnh được tất cả hạnh, có nguyện lực như lưới nhân Đà La, lỗ lỗ thông với nhau, ánh sáng chiếu với nhau. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết các biển tam muội thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta đã được nơi một môn tam muội và được tất cả môn tam muội, tức là một thông tất cả thông, đều khiến cho tất cả nguyện lực thanh tịnh. Trong một niệm bất khả thuyết biển các căn thảy đều hiện tiền, biết rõ được bờ mé các căn, vì nguyện lực trong một căn thấy tất cả căn. Trong một niệm bất khả thuyết thời gian cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thảy đều hiện tiền, đắc được chuyển pháp luân, đối với tất cả thời vì nguyện lực chúng sinh giới tận, pháp luân vô tận. Trong một niệm bất khả thuyết tất cả biển ba đời thảy đều hiện tiền, biết rõ được trong tất cả thế giới vì nguyện lực tất cả ba đời, phân lập trí quang minh. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết biển các căn và trùng tánh thảy đều hiện tiền ở trước ta, vì ta đã biết rõ được bờ mé các căn của tất cả chúng sinh, thấu hiểu được đủ thứ căn tánh khác nhau của hết thảy chúng sinh. Hơn nữa nguyện lực trong một căn thấy được tất cả căn, đó tức là một làm vô lượng làm một, một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết thời gian cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thảy đều hiện tiền ở trước ta. Đó là vì ta đã đắc được chuyển pháp luân đối với tất cả thời giáo hóa chúng sinh, khiến cho dù cõi chúng sinh có tận, nhưng đại nguyện lực chuyển pháp luân của tôi không cùng tận. Nguyện thứ 6 trong 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền tức là thỉnh chuyển pháp luân. Trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện có nói rằng, như vậy cõi hư không tận, cõi chúng sinh tận, nghiệp chúng sinh tận, phiền não chúng sinh tận, tôi thường khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển tránh pháp luân, không có cùng tận, niệm niệm liên tục, không có gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, không có nhàn mỏi. Lại ở trong một niệm có bất khả thuyết tất cả biển ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai thảy đều hiện tiền ở trước tôi. Đó là do nguyện lực ta đã biết rõ được trong tất cả thế giới, tất cả ba đời phân lập trí huệ quang minh. Đoạn này miêu tả cảnh giới thị hiện trong một niệm của thiện kiến tỳ kheo đều do đủ thứ nguyện lực thành tựu. Vì một niệm
nhờ đắc được trí huệ không nương không niệm mà không có pháp gì chẳng hiện. Do đó có câu, một niệm không sinh toàn thể hiện, một niệm tâm này là tâm bao thái hư khắp cùng xa giới. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát Thuận Đăng này. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát Bồ Tát Thuận Đăng này mà thôi. Tùy Thuận Đăng là dùng chân trí vô niệm, thuận pháp, thuận cơ, chẳng chỗ nào mà chẳng chiếu, nhưng đèn chiếu không thường lâu, nên thiện kiến tỳ kheo hướng về thiện tài đồng tử tiến cử đèn trí kim cang của Bồ Tát. Như các đại Bồ Tát, như đèn kim cang, nơi nhà Như Lai chân chánh thọ sinh, thành tựu đầy đủ mạng căn bất tử, thường thắp đèn trí huệ không tận diệt, thân các ngài kiên cố không gì phá hoại được, hiện thân sắc tướng như huyễn, như pháp duyên khởi vô lượng khác biệt, tùy tâm chúng sinh đều thị hiện hình dáng sắc tướng, thế gian không thể sánh bằng, đao độc nạn lửa không thể hại được, như núi kim cang không ai phá hoại được, điều phục tất cả các ma ngoại đạo, thân các ngài tốt đẹp như núi vàng thật ở trong trời người rất là thù đặc, vang danh rộng lớn chẳng chỗ nào mà không nghe biết, quán các thế gian đều đối trước mắt, diễn nói pháp tạng thâm sâu như biển vô tận, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương. Như các đại Bồ Tát, trí huệ của các ngài như đèn kim cang nơi nhà Như Lai, thân chứng chân như trở thành pháp vương tử, các ngài đầy đủ mạng căn bất tử, báo mạng thủ thắng, thường thắp đèn trí huệ đối với pháp chứng được không khi nào tận diệt. Thân của các ngài rất kiên cố, pháp tánh thành thân, tướng chẳng đổi thay, không vật gì có thể phá hoại được. Các ngài thị hiện thân sắc tướng như huyễn như hóa, tuy có thân, nhưng như huyễn hóa, như pháp duyên sinh khởi, chẳng có tự thể, có vô lượng sự khác biệt. Do đó có câu, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà đều thị hiện ở trước họ. Các ngài thị hiện hình dáng sắc tướng trong thế gian không thể sánh bằng, các ngài không thể bị tất cả đau độc nạn lửa làm thương hại được. Ví như trong chứng đạo cao của ngài Vĩnh Gia có nói, dù gặp đau nhọn vẫn bình thản, nếu gặp thuốc độc cũng an nhàn. Thần tâm của các ngài như núi kim cang không cách chi phá hoại được, mà hay điều phục tất cả các ma ngoại đạo. Thân của các ngài tốt đẹp như núi vàng thật ở trong trời người rất là thù thắng đặc biệt, vang danh của các ngài rộng lớn, hết thảy chúng sinh chẳng chỗ nào mà không nghe biết đức hạnh của các ngài. Các ngài quán sát tất cả thế gian đều giống như ở trước mắt, các ngài diễn nói pháp tạng thâm sâu như biển cả, thao thao bất tuyệt không khi nào cùng tận. Các ngài phóng đại quang minh chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh mười phương. Nếu ai thấy được, tất sẽ phá được tất cả núi lớn chướng ngại, tất sẽ nhổ trừ được tất cả gốc rễ bất thiện, tất sẽ khiến cho gieo trồng căn lành rộng lớn. Người như vậy khó có thể gặp được, khó có thể xuất hiện ra đời, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Nếu có ai thấy được những vị Bồ Tát đó, tất sẽ phá được tất cả núi lớn chướng ngại, tất sẽ nhổ trừ được tất cả gốc rễ bất thiện, tất sẽ khiến cho gieo trồng đủ thứ căn lành rộng lớn. Những Bồ Tát như vậy trong ngàn vạn kiếp cũng khó có thể gặp được, cũng khó có thể xuất hiện ra đời, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Danh Văn, ở bên bờ sông có một đồng tử tên là Tự Tại Chủ. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Danh Văn, ở bên bờ sông có một đồng tử tên là Tự Tại Chủ. Người hãy đi đến đó hỏi vị đó rằng, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ, thiện tài vì muốn rốt ráo hạnh thanh tịnh dũng mãnh của Bồ Tát, muốn đắc được đại lực quang minh của Bồ Tát, muốn tu các hạnh công đức vô thắng vô tận của Bồ Tát, muốn viên mãn đại nguyện kiên cố của Bồ Tát, muốn thành tựu tâm rộng lớn thâm sâu của Bồ Tát, muốn trì vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, đối với pháp Bồ Tát tâm không nhàm đủ nguyện vào tất cả công đức của Bồ Tát, muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sinh, muốn vượt qua sinh tử rừng rậm hoang dã, đối với thiện tri thức thường thích thấy nghe, thừa sự cúng dường không có nhàm mỏi, đảnh lễ thiện kiến tỳ kheo, đi nhiễu vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi tự tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử vì muốn rốt ráo hạnh thành tịnh dũng mãnh của Bồ Tát, vì muốn đắc được đại lực quang minh của Bồ Tát, vì muốn tu hành đủ thứ các hạnh công đức vô thắng vô tận của Bồ Tát, vì muốn viên mãn đại nguyện kiên cố của Bồ Tát, vì muốn thành tựu tâm rộng lớn thâm sâu của Bồ Tát, vì muốn tu trì vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, thiện tài đồng tử đối với pháp Bồ Tát tu tâm cũng không cảm thấy nhàm đủ hoặc đầy đủ,
Ngài phát nguyện nhập vào tất cả công đức của Bồ Tát, muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sinh, muốn vượt qua sinh tử rừng rậm hoang dã. Đối với thiện tri thức, Ngài thường thích thấy nghe, thừa sự cúng dường, không có nhàm mỏi. Thiện tài đồng tử đảnh lễ thiện kiến tỳ kheo, đi nhiễu phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, mắt không tạm rời. Sau đó Ngài từ tạ thiện kiến tỳ kheo mà đi về hướng Nam, đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác.